Chào mọi người ha, mình giới thiệu đến mọi người con Lenovo ThinkPad X390. X390 á là cái dòng mà gọn, tiện á mọi người, màn hình 13.3 inch Full HD. Và mọi người nhìn thấy cái lấp lánh của nó, đây nè. Đây là nước sơn zin của cái X390 mọi người ha. À, nó sao á là mình để như vậy, nói chung á là thấy như vậy là nó ít mòn á mọi người, chỉ cái chỗ này là hơi hằn cái dấu sticker, trước đây người ta dán và sau này người ta lột ra thì nó ít xíu. Chứ còn là không biết là quay như thế này mọi người có thấy rõ không? Nó đây nè, góc cạnh là như vậy là tương đối, nhưng có vết xước lông mèo rất là nhẹ luôn, không có ảnh hưởng gì nhiều, cũng không phải xước nữa mọi người, cũng không phải xước nữa, còn nhẹ hơn cả lông mèo nữa. Nói chung là soi kỹ thì mình mới thấy thôi, là tương đối là ok. Có chỗ này nè, xước 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 đây nè mọi người, đây ha, xước xước lông mèo, đây xước lông mèo nhẹ chỗ này. Đó, màn hình 13.3 inch, sạc thì cũng sạc Type-C luôn nha mọi người, ngõ USB nè, bên này thì có ngõ sạc Type-C nè, ngõ này là ngõ Type-C luôn, USB HDMI tai nghe. Đó, nói chung là các ngõ kết nối là tương đối đầy đủ. Ở bên trong phím thì cũng có bóng nha mọi người, tại vì cái dòng mà ThinkPad thì ở bên Nhật á, người ta sử dụng rất là nhiều, gõ sướng mọi người cho nên người ta sử dụng rất là nhiều luôn. Thường thường về á là đeo á là em thấy là ít bóng nhất, chứ còn mà những cái dòng mà ThinkPad hoặc là Toshiba là đa số dân người ta sử dụng nhiều, nó có cái dấu hiệu bóng như thế này nè. Nhưng mà bóng không ảnh hưởng gì tới máy hết, nó bóng. Và mình có tặng cho mọi người dán phím quốc tế, khi mà mọi người dán thì nó ra kiểu gỗ quốc tế và nó đều màu, nó đẹp mọi người ha, đúng khuôn của dòng này luôn. Đó, vẫn giữ nguyên bản được phím zin xịn của Nhật, màn hình 13.3 inch Full HD. Viền nó cũng không có to lắm cho nên là cái dòng X thì cái dòng mà mỏng gọn, người ta đánh giá cái dòng X là cái dòng mà lúc nào cũng chất lượng, mỏng gọn, tiện tiện mang vác đi lại đó mọi người. Màn hình 13.3 inch nó bằng mấy cái size mà MacBook 13 inch á, là nó không có nhỏ quá cũng không có to quá. Và mình giới thiệu đến mọi người cái cấu hình đó quên. Đây. Đang còn Win Nhật. Cái này mà mọi người mua thì nếu mọi người có nhu cầu cài là mình cài Win 10 đàng hoàng cho mọi người. Chứ cái này là Win Nhật về sau là mình để vậy luôn, mình view luôn. Chứ mình chưa kịp cài nha mọi người. Đây là i5 nè, Gen 8, RAM 8 và SSD là 256GB. Này là nó y hệt cái cấu hình của X1 Carbon Gen 6 á mọi người, tương đương như vậy. Cái này thì 13.3 inch thôi. Đây ha, SSD là 256GB nè, i5 thế hệ 8, Gen 8 là nó 8 CPU, RAM 8GB. Màn hình nó là Full HD, màn hình Full HD nha mọi người, có màn hình rất là đẹp. X1 Carbon sao thì nó như vậy thôi à. Và cái trên cái nền trắng nó có phản quang mọi người, để mình mở rộng ra cho mọi người xem. Này thì máy là hoàn hảo rồi, không có lỗi gì hết trơn. Trên cái nền trắng nó có hơi đây nè, hơi trắng hơn bình thường một tí đây ha. Đó, còn nền khác là mình không có thấy đâu mọi người, nền khác là không có thấy, hoàn toàn là không có thấy, chỉ có trên nền trắng thôi. Và chỗ này nè mọi người thấy nó hơi tối tối không, nền trắng thì mọi người không có thấy, nhưng mà nền đen với nền xanh thì mình thấy nó hơi tối màu, nó hơi tối màu chút xíu ở chỗ góc này. Cái này là không phải sập hay là lam hay gì đâu nha mọi người. Đây nè, nền trắng thì mình không có thấy cái gì vậy đó, mà nền đen thì mình mới thấy. Nói chung là máy là mình soi kỹ rồi, có cái vấn đề gì như thế nào là mình đều báo rõ hết trơn á, báo rõ ràng để cho người rành á thì mình không nói, còn người không biết thì mọi người biết, để chi mọi người dù không mua chỗ mình thì mọi người mua chỗ khác hay gì mọi người cũng phát hiện được là trong những cái máy nó hay có như thế nào, nó lỗi hay là như thế nào nha mọi người. Ví dụ vậy, cái này là màn nó hơi gọi là nó hơi hằn, nó hơi này cũng không phải là nó hơi đóm đó, gọi là nó hơi đóm đóm, mà trên nền trắng thì mình khó thấy, nền đen thì thấy rất là mờ mờ. Đây là mọi người, đó chút xíu chỗ góc đó, và mình báo giá mọi người là giá cực kỳ tốt luôn. Cái này thì mình bảo hành cho mọi người một tháng là nó không có loang, không có gì hết, cứ vậy mình xài thôi mọi người. Cho nên nó là giá là mình báo cho mọi người ha, con Gen 8 này X390. Cái ngoại hình nó thì ở bên phía này thì nó cũng có trầy sơ sơ nè. Chữ ThinkPad nó cũng có mòn nha mọi người. Đây nè, chỗ này nó có mòn. Đó. Chứ còn ở bên ngoài thì nãy giờ mình view rồi đó, và giá 4,8 triệu nha mọi người cho con X390, 4,8 triệu thôi, kèm sạc Type-C.
Máy là cực kỳ ok, dòng X390 bình thường thì về là X280 này, sau đó mới tới X390, X390 13.3 inch thì rất là nhiều người cần luôn. Dòng X mọi người từng xài X280 mà nó nhanh mượt như thế nào thì X390 nó cũng như vậy và nó hơn vậy. Ai chốt thì inbox mình ha. Cảm ơn mọi người nhiều, cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình. Cái máy này là mình bảo hành cho mọi người 1 tháng. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Bao zin nguyên nha mọi người. À có accessory của máy nữa. Quên chứ. Đây mọi người, được sản xuất tháng 11 2019 à. Máy còn rất là ok luôn. Cảm ơn mọi người nhiều nha.